Chào bạn, tôi là Văn Đức, là người quản lý sản phẩm trang siêu thị trực tuyến Codashop24h.com. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề, đồng thời cũng là câu hỏi mà thời gian vừa qua rất nhiều khách hàng hỏi Văn Đức, đó là Kaolin Qigong Hàn Quốc có tốt cho người bị bệnh ung thư hay không. Chúng ta cũng biết ung thư hay còn gọi u ác tính là một căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao hiện nay. Tại Việt Nam hàng ngày có hơn 300 bệnh nhân chết vì căn bệnh này và số bệnh nhân mới cũng ngày một gia tăng. Các nhà khoa học đã chứng minh có 5-10% ung thư là do di truyền, còn lại 90-95% gây ra ung thư chủ yếu do 3 nguyên nhân chính sau. Thứ nhất đó là do căng thẳng thần kinh. Khi nhỏ thì chúng ta bị áp lực bởi học hành, thi cử. Khi lớn lên thì áp lực bởi cơm áo gạo tiền, rồi là lo cho gia đình. Chính vì vậy chúng ta rất dễ bị stress. Thứ hai đó là do ô nhiễm môi trường. Ngày nay các nhà máy, các khu công nghiệp mọc lên như nấm, ngày ngày hoạt động và xả thải trực tiếp ra môi trường, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm nguồn không khí, và hàng ngày chúng ta vẫn phải hít thở vào. Thứ ba là do thực phẩm bẩn. Đó là do những nơi sản xuất, họ chạy theo lợi nhuận. Chính vì vậy họ đã dùng thuốc kích thích, thuốc tăng trưởng để cho vật nuôi cũng như cây trồng nhanh được thu hoạch. Và khi thu hoạch rồi thì họ lại dùng thuốc bảo vệ thực vật để cho thực phẩm được tươi hơn. Và hàng ngày chúng ta ăn những thực phẩm bẩn như vậy thì những chất độc nó sẽ tích lũy dần trong cơ thể chúng ta. Đến một lúc nào đấy thì nó sẽ phát ra những căn bệnh mãn tính, trong đó có bệnh ung thư. Nhưng may mắn hiện nay các nhà khoa học đã chứng minh rằng đó là Kaolin Qigong Hàn Quốc có tác dụng rất tốt đối với bệnh ung thư, bởi vì trong sản phẩm có rất nhiều polysaccharide cùng các chitaben giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, đồng thời làm giảm quá trình tái phát bệnh ung thư và giúp đào thải độc tố ra ngoài cơ thể trong quá trình hóa trị và xạ trị để điều trị bệnh ung thư. Ngoài ra khi sử dụng Kaolin Qigong Hàn Quốc còn giúp nâng cao hoạt tính của đại thực bào và các tế bào lympho của cơ thể, từ đó giúp tăng cường sản xuất interferon, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Từ đó có tác dụng chống lại những virus tấn công và làm giảm nhiễm trùng thứ cấp. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của các bệnh nhân ung thư. Khi sức đề kháng của chúng ta khỏe mạnh toàn diện thì có thể làm hạn chế sự tiến triển của các bệnh, trong đó có bệnh ung thư, đồng thời giúp tăng cường sức khỏe chung của người bệnh. Vừa xong, Văn Đức đã chia sẻ với bạn những công dụng tuyệt vời của Kaolin Qigong Hàn Quốc đối với bệnh nhân ung thư. Để biết thêm thông tin về Kaolin Qigong Hàn Quốc, mời bạn truy cập vào kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi đã làm một bộ gồm 5-7 video nói rất rõ về Kaolin Qigong Hàn Quốc. Hoặc nếu bạn đã dùng và muốn mua Kaolin Qigong Hàn Quốc, mời bạn liên hệ ngay từ số điện thoại 0976 148 590 để được hỗ trợ mua hàng nhanh nhất. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, mời bạn truy cập trang web codashop24h.com theo đường link để dưới phần mô tả của video để cập nhật thông tin về những sản phẩm mới nhất, chất lượng nhất của Hàn Quốc cùng các chương trình khuyến mại hấp dẫn kèm theo. Với tiêu chí hoạt động của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên khi nhận hàng từ codashop24h, bạn có thể yêu cầu kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Đồng thời trong suốt quá trình sử dụng, nếu bạn phát hiện ra sản phẩm của chúng tôi là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bạn có thể hoàn trả lại hàng cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền cho bạn. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.